rước con tới đây. Dạ. Thì con cô rước con tới đây thì để nhờ con đến đây. Dạ. Giúp đỡ gì cô đâu, cô nói đi, trong cơ thể cô bệnh tật như thế nào? Giờ thầy giúp đỡ dùm cho hết cái bệnh này rồi. Nó đau lưng dữ lắm, đau khuỉnh khuỉnh bưng lên như vậy nè, như bệnh vậy đó. Rồi bắt đầu đi không nổi, đi một chút mà đứng dậy, đứng rồi đứng hồi cái có bữa khi khỏe đi te te hà, có khi nó nặng dữ lắm, nằm như đá gì treo khoảng là vậy, nặng vậy đó. Rồi cái mỗi lần nóng thì thôi, bây giờ để nước đá trong tủ, để hai bên hông về hai cái chai nước. Tinh ngực thì để một chai, còn hơi khi con nó có nhà thì nó cầm nước đá nó lăn. Nó cầm nó lăn hết cục nước đá rồi dở ra thì thôi, nó quải dữ lắm vậy. Mỗi lần nóng được con người mình khó chịu dữ lắm. Khó chịu lắm. Mà uống thuốc dữ lắm thầy ơi. Thuốc đầu này thứ chia con nó do mà sao bác sĩ khám nó không ra bệnh. Khám? Ừ, khám. Cô đau dữ dội mà bác sĩ khám con ra bệnh hả? Không ra bệnh. Cô có chụp MRI không? Dạ có. À, CT? Có. Có tất cả hết? Đủ tất cả trơn. Con đi làm hết trơn cho nó vừa bụng đó. Dạ. Giờ mới đây là khoảng chắc không tới hơn nửa tháng nay là ở trên bệnh viện. Bệnh viện gì? Làm có làm bên hệ tiêu hóa gì đó, vậy đó thuốc uống nữa. Dạ. Mà cũng không thấy gì trơn á. Không thấy gì hết hả? Không thấy gì hết á. Mà bệnh ta càng ngày thì càng... Thì thấy càng ngày nó càng đuối. Càng đuối. Khi người ta bài nữa là... Nói thiệt với thầy là... Cái bài nằm cái gì, thang thuốc gì hay lắm vậy. Thuốc ta nam mình nè. Dạ. Người ta nói mấy người cái đau lưng là uống một, là một thang hết rồi. Mà này nằm hai thang. Mà cũng không thấy gì trơn thầy. Dạ. Nó... Không thấy mà nó đau thêm nữa. Rồi nó sợ nó coi nó con người nó quằn quại lắm. Nó quằn quại. Còn thí dụ như làm như mình mà phạm thuốc nữa vậy đó. À. Phạm thuốc nó mệt mỏi cô hả? Dạ, làm như nó quại, mệt mỏi lắm. Thì cô cái bệnh tật gì thì nó bao lâu rồi cô? Hồi này nóng mà với đau lưng khoảng chừng 9 tháng rồi. 9 tháng? Dạ. Lúc trước cơ thể cô sao? Bình thường đó, lâu lâu bác sĩ đi khám là đường cũng không có nè. Huyết áp cũng hơi có khi huyết áp nó hơi không nói huyết áp cao rồi. Huyết áp vô căng. À. Đó thì bác sĩ đã vậy đó. Thì thôi để thuốc lại uống thôi cũng bình thường người. Dạ. Tức là bác sĩ cũng bất ngờ là tại sao cô không con người trong người cô không có bệnh phải không? Mà tại không, cô đau phải không? Không. Giờ bác sĩ nói là bị thoái hóa cột sống. Lên trên chợ rẫy nói là cho bà uống thuốc một tháng thôi và về nghỉ đi chứ không có đừng tới khám. Cũng như không có bệnh gì xứng đáng vậy đó. Đi xứng qua không sống. Rồi đi hổm rày đi trên trung tâm chỉnh hình. Rồi lên cũng nói tốt, không có gì trơn á. Dạ. Rồi con lên nó chụp hình lên chụp phổi, gan, cái gì cũng tốt, đường cũng không có nè. Huyết áp cũng bình thường thôi. Rồi chụp con gai rồi nó bác sĩ cầm cái phim lên nó vậy nè. Cho tìm không ra bệnh cái nóng mà tìm không ra, thôi uống hết hết này đi rồi đi khám bên hệ tiêu hóa đi. Rồi uống thuốc 7 bữa nha, rồi có đi hết 7 bữa lên nữa. Nửa qua khám hệ tiêu hóa nó thôi uống nhiều thay thôi, không có trong người không có sao trơn á. Chụp hình cái phổi cái gì cũng tốt, gan cũng tốt. Mà đường cũng không có luôn. Nói chung là tất cả cho cơ thể cô không bệnh tật. Không bệnh gì trơn á. Mà tại sao nó hành cô mà dạ, như... mà sao mà con người mình nó khó chịu mà nó vẫn nóng hoài vậy đó. Tối ngày nằm như đó, nằm đó. Cái quạt mỗi lần quạt thì nó lạnh, quạt hay nhiều thì nó lạnh. Dạ. Nhưng mà trong người mình thì nóng chứ ngoài da nó lạnh. Dạ. Thì hôm nay thì đủ duyên lành thì hôm nay tới đây đi giúp cô. Dạ. Cô tên gì? Tên Phạm Thị Hấn. À, cô Hấn ha. Thì Hấn. Hôm nay tới đây giúp cô để cô hết bệnh. Dạ, nếu bác thầy mà giúp hết rồi thôi. Bác sĩ Tư là đi có 6 bác sĩ Tư. Ở chỗ nào cũng nói quá cuộc sống trơn. Lên trung tâm chỉnh hình cũng nói là thoát qua cuộc sống. À, cô có đi thầy không? Thì con nó cũng có chở đi gần gần, cũng nói thiệt thầy nha. À. Nói này kia không à. Nói sao nói nghe? Không giấu thầy nha. Dạ. Bữa nói cũng như mà gan u thì không tốt, nó vậy thôi nha. Gan u bà cũng không tốt. Con nó sợ dữ lắm, mới chở lên... lên Cần Thơ. Dạ. Nó khác, nó đâu có. Không, người thầy mình... mà người ta coi cho cô đó. Vì tâm linh đó. À, thì thầy tâm linh nói vậy á, nói gan về xấu lắm, gan hư gan trên rồi. Dạ. Con gì nó khóc quá trời khóc đi. Dạ. Nó tối nay nó phải bao xe lên trên Cần Thơ. Dạ. Khám rồi chụp hình rồi phổi được cái miếng như ba cao vậy nè. Bắt cô đứng giữa vậy nè, không vô.
Dự nói vậy đâu có gì tốt mà mình đâu nói gì kia. Dạ, thì nói tốt rồi thôi. Có chở cô đi thầy coi trong người cô sao không? Thì đó bà đó bà nói vậy đó. Nó gan này hư vậy đó. Rồi người con nó sợ nó khóc quá là người đó phải bao xe lên lên tại trên Cần Thơ. Dạ. Chị cứ nói đi. Dạ. Chị đi coi thầy đó mà như thế nào đó sao chị nói đi mẹ tình trạng mẹ chị giống như chị kể thì sớm giờ tôi nghe. Dạ. Là sao? Ví dụ mẹ em bệnh đó, nghĩ năm nay đi khám bệnh đó thì không hết. Đây. Rồi chị nói đi. Ví dụ mẹ em bệnh năm nay á cũng 2 năm rồi nhưng mà bệnh thuốc hoài không có hết bệnh, rồi hỏi em có bác sĩ khám ra bệnh cái em mới chở mẹ đi vô ông thầy coi như là mẹ nó bị gan bị sao đó, bị gì quên đi, như là cái gan mẹ bị hư hết rồi vậy á. Không bây giờ nói về tâm linh đi. Đi coi, dạ, đi coi cái thầy nói là vậy đó. Rồi giờ như mẹ là có cái dòng theo. Rồi hồng bì nó kiếm không có. Rồi chở mẹ đi rồi nó cúng người thấy gì mấy ngày đó mẹ cũng vậy không thấy gì. Cũng bị cũng vậy. Rồi nó lên cho túc gặp thầy. Dạ. Nó đi xuống đi trên người trên xuống đây nhiều khi em đi trên đâu ngồi dậy đi te. Cái chuyện xuống tới đây cái đau lợi. Đau lợi nằm chứ không có đi nữa được. Dạ. Rồi nằm một cái lát thì cái cũng đi được. Tức là khi mà đi thầy về đó hả? Thì thầy coi vậy ha. Dạ. Nhưng mà về rồi bệnh tật cô cúng kiến rồi thầy cúng kiến cho cô có hết không? Thì cúng thì thầy biểu sao thì làm y vậy. Thầy đã biểu cô sao? Dạ, biểu như là đặt mua hoa quả này kia vậy cúng vậy. Dạ. Cúng mà hết ba đêm. Thì thầy cũng không thấy gì hết trơn. Không thấy gì trơn. Dạ, nó đi nó đi thầy gì là mừng vậy lắm. Cũng như mình được thuốc vậy đó. Dạ. Rồi mà chị sao không thấy trơn, cũng buồn lắm bác sĩ. Ủa thầy ơi, quên bác sĩ, đi bác sĩ hoài cái quen miệng rồi. Rồi thầy đã coi mẹ chị như thế nào nữa, nó không nghe. Chị nói đi. Chị kể hết đi gì đâu. Chứ đi coi với thầy, thầy nói mẹ mê bị vậy đó, rồi nó có cùng ngày không bị có. Bị vậy là bị cái gì? Bị như là bị người ta phá. Phá ha? Có ai phá vậy đó. Như sao đó, rồi sao con quên, thì bị gặp thầy cho con nó hết lại. Chị đi bao nhiêu thầy rồi? Chẳng như con đi coi là một hai và ba thầy. Dạ. Cuối cùng rồi người thấy người đi ta đi một người thầy là coi là chở mẹ theo thôi, là hai rồi, thầy kia không rồi không có người theo. Nào giải quyết được xong. Dạ không. Người ta lại người ta làm gì cô không? Như cúng như nói với mẹ lại Phật, rồi thầy cũng cúng vô phòng 10 phút à. Rồi xá Phật cái rồi là hết. Dạ với cho vậy cho gì? Phép cho có phép mẹ để trong cái gói á. Cho phép để trong cái gói ha. Dạ. Mà về thấy có bớt không hay là như thế nào? Thấy mẹ cũng mấy ngày nay mẹ cũng nóng bình thường à. Nặng hơn hay nặng gì hơn nữa. Rồi nặng hơn nữa hả? Nóng bình thường. Rồi ok, thì hôm nay tới đây giúp gia đình cô thì với chị yên tâm đi. Ở đây dạ. Sẽ giúp cho cô hết bệnh yên tâm đi. Dạ. Thì rồi dạ. Vấn đề về tâm linh đó. Dạ. Hết nóng hết nặng hết rồi. Hết nóng hết nặng nó nhẹ lại nhưng mà cô phải chịu đau một tí ha. Dạ. Thì cho nó dạ. cho nó đã thông kinh nguyệt cô. Dạ. Người thầy coi trong gia đạo luôn trong thầy. Khoan để con coi đi. Coi cô nè. Dạ. Có cự cãi dai không? Bị phá nè. Không phải là bị phá đâu, bị yếm đó. Người thầy đang yếm là bị người đó là xa rồi nha thầy. Không xa, gần đây. Quá hay. Cự cãi đó bị yếm đó. Vì nó nam yếm mà. Thôi được rồi. Dạ. Vậy được rồi. Ừ. Cô bị yếm đó. Cho cô chết. Cho chết từ từ bệnh hoạn từ từ chết thầy, hết tiền hết bạc gặp cho anh hai đánh ngồi nghe được không thầy, nghe mình đừng cho anh thấy mặt anh hai cũng được không? Thôi được rồi, dưỡng được rồi thì giúp cho cô hết bệnh thì được rồi chứ có gì đâu. Ừ. Rồi ok để giúp cho cô gia đình cô hết bệnh. Thôi được rồi. Không nói ừ cái này để tại cô này cũng bị hại thì cái này để trắng yếm lại cho những cái xấu nó ra để mà gỡ, nói chung là gỡ yếm gỡ thư trong người cô ra để cho nó coi người vô sạch sẽ để mà cho cô hết bệnh.
cô nằm xuống đi. Nằm xuống đi cô. Rồi, cô bước xuống đi, cô đi cô nhẹ nhàng không? Thầy đó. Ông thầy này ở đâu vậy? Dạ, tôi không biết, mẹ không biết. À, cô xin này, ông thầy kia nói với cô như thế nào? Thì ông coi, ông để gì, ông cúng, ông giải nghe nghiệp cho vậy á. À, nhưng mà vậy... Từ từ đây tới qua Tết thì từ tới mùng 1 tới mùng 10, ngày nào tôi tiếp ông vô, ông cũng trị thiếp nữa. Rồi, nhưng mà về thấy sao? Về từ hôm nay thì quý lắm, em nè nói thầy đi trị bệnh thì về to đơn thuốc hay hoặc thuốc gì quý lắm, về để em gối nằm. Nhưng mà không bớt cô hay gì? Về không thấy, cũng không, còn nóng bình thường. Còn nóng bình thường không bớt ha? Không. Thì bây giờ vậy nè, hồi nãy giờ đó, giúp cô, vẽ cho người cô và cho cô uống hồi nãy giờ. Thì bây giờ trong người cô thấy như thế nào, nói nghe coi. Thì cái nóng mày thấy nó giảm. Nó giảm ha. Dạ. Mới có 10 phút mà nó giảm lẹ dữ đó ha. Dễ có 10 phút thấy, thấy nó hơi nhẹ cái nóng một chút. Nó nhẹ cái nóng ha. Nhẹ, nhẹ cái nóng. Rồi nó đi cô đi đứng thoải mái hơn chưa? Giờ còn chỉ nặng cái đó không nhiêu đó hả? Rồi cô đi đứng thoải mái ha. Dạ. Rồi. Cái mà hút nóng là nó nhẹ cái nóng á. Nhẹ cái nóng. Dạ. Nó nhẹ cái nóng xuống. Dạ. Và cái cơ thể cô giờ nó sao? Cũng nó hơi nhẹ cũng là... Ví dụ như cái bông bóng vậy thì nó cũng hơi chút bà dưới lên chút đi. Bà dưới lên chút ha. À, bà lên chút đi. Rồi được rồi, để con coi gờ của nó xong. Thì tha nước đá rồi nó cũng nóng, cũng lạnh đó, mà nóng cũng còn vẫn nóng hoài. Có tha đá đâu. Tha nước đá thì lạnh, mà nhưng mà nóng trong người cũng còn hoài. Đêm nào cũng tha nước đá, rồi hai chai nữa. Hai chai để hai bên hông. Còn cục nước đá thì tha lưng. Ok. Lại đây chị. Nó né, làm gì nó né trốn trốn gì? Nè, cái này ngày cho uống lá. Tôi vẽ thêm lá nó cho uống. Ngày. Gặp tôi tự nhiên ngưng hả? Sao chị? Sao tự nhiên người gặp tôi cũng? Sao vậy? Khớp hay gì? Làm gì đâu mà nó khớp gì? Dễ chịu hơn không cô? Chung cố gắng cho cô hết gắng, bệnh. Gắng cố gắng cô hết bệnh đi. Rồi, để đi, giúp cho cô hết bệnh. Rồi không biết là hỏi thầy, thí dụ bác sĩ nói là bị thoát quá cuộc sống mà trị luôn được không ha, là chạy giải, giải nhiệt cái ém giải ém thôi. Cô đang cặp bị nóc đó, sợ đó chứ. Ừ. Không có bệnh hoạn gì mà cặp bị nóc bị té đó. Đó, sợ đó chứ, không có dám đụng vô đó đó chứ. Dạ. Phải cô mà không cặp bị nóc nãy giờ bấm rồi. Dạ. Cô gặp mấy nóc rồi, không dám. Bị té rồi. Nó... Gớ vô làm mạng nó mới công, nó báo tụi nó. Ừ. Đụng đụng vô xưa, ốc không cho bắt chỗ. Ừ. Đụng cho nó mẻ. Chứ nó không có đụng tới đó.
Chứ cô đi giờ thành liền đi giờ bấm rồi. Ai nhức ra mà đau lết bấm cái một à. Đi nhẹ, ông có nhức không? Chịu nhức không? Nhức tôi bấm cái một à, đứng gì đi bình thường. Vậy sao qua cuộc sống mà có bị cái đó thầy không có giúp được. Được cô từ từ đi, cho con hết cái kia đi. Cô ổn định trong người đi. Rồi cô uống lá nữa nha. Ba lá được rồi. Đây.